Xin chào các bạn nhé. Video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một mái tóc bạc, cụ thể là mái tóc bạc của thanh niên nhuộm tóc bạch kim, tóc vàng, tóc hồng hoặc là tóc các cụ già như ở trong video đây. Thì đầu tiên chúng ta chỉ cần một cục gôm, cục tẩy, một cái bút gôm, bút tẩy đấy và một cục than. Nếu như bạn nào không có than, cục than như ở trong video của tôi đây, thì các bạn có thể dùng cái bút chì và dùng bút chì nhá, các bạn dùng dao các bạn cạo ra lấy bột, thì cái này thì hơi phức tạp một chút. Chúng ta là vẽ than thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu như vẽ bút chì thì tóc nó sẽ khô sơ hơn nhá. Rồi, đầu tiên chúng ta cũng sẽ cần một mảnh giấy gấp vuông vắn lại, mảnh giấy ăn nhá. Đó, dụng cụ chúng ta chỉ có như này thôi. Đây là một cục than vuông. Cái này có thể chúng ta thay bằng phấn tiên nhá, cứ đen mềm. Rồi sau khi chúng ta có nó thì chúng ta sẽ trà nó một cái tờ giấy. Ở đây thì tôi sẽ trà luôn trực tiếp vào cái tờ giấy này. Còn các bạn có thể trà ra ngoài cái tờ giấy riêng nhé. Thì sau khi các bạn vẽ chân dung thì là cái khuôn mặt nó sẽ có màu da rồi. Nó sẽ tối hơn cái màu tóc. Ở đây thì tôi chỉ phác thảo sơ cái chân dung lên thôi. Để cho hình thành cái khuôn mặt để cho các bạn dễ thấy thôi nhé. Còn khi chúng ta vẽ thì nó sẽ đen cái khuôn mặt rồi. Thì tiếp theo chúng ta mài bột ra, chúng ta lấy bột. Mài than chúng ta lấy bột mà chúng ta di vào quanh tóc, tức là cái nền tranh ấy, quanh cái mái tóc giống như tôi đang di đây nha. Các bạn di như vậy mục đích để cho nó âm xuống, âm cái nền và nó đẩy ngược cái mái tóc trắng của chúng ta lên nha. Bởi vì cái mái tóc của chúng ta nó trắng mà, nếu như các bạn không đi nền thì chắc chắn là cái mái tóc của bạn nó không nổi được nha. Đây là cái bước đầu tiên. Các bạn chú ý xem hết video thì sẽ rất là dễ hiểu hơn, bởi vì là cái kênh của mình là kênh hướng dẫn. Thế cho nên là mình làm chậm, làm từ từ. Thế cho nên là các bạn, nếu mà các bạn xem vội vàng một chút các bạn thoát ra thì sẽ rất là khó hiểu nha. Mình sẽ hướng dẫn tuần tự để các bạn chỉ cần xem một lần là các bạn có thể áp dụng vào các cái mái tóc về sau, các bạn có thể vẽ được nha. Còn nếu mà các bạn mà có nhu cầu vẽ các cái mái tóc đen ấy, tóc tất cả các loại tóc bằng than, bằng chì ấy, thì có thể bấm vào kênh của mình. Thì trong trong cái kênh của mình có nhiều video hướng dẫn lắm, có tới hơn 100 cái video hướng dẫn các bạn vẽ. Đấy, vẽ đủ thứ ở trong đó, thì các bạn cứ vào tìm là có hết nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ di than, chúng ta có thể dùng giấy di và chúng ta có thể dùng cục than đánh thẳng vào cái nền để tạo độ âm xuống trước. Chúng ta đánh loang ra ngoài nha. Ở đây là tôi chỉ làm mô phỏng cho các bạn thấy là sẽ làm như thế thôi nha. Các bạn đánh loang ngoài một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Sau đó thì các bạn sẽ chấm than. Chấm than ở cái than mà cái bột than ấy, chấm giấy vào và các bạn sẽ di vào cái vùng tóc nha. Ở cái công đoạn này các bạn chú ý giúp tôi là, tức là trên một cái mái tóc, dù là tóc trắng, tóc bạc, tóc bạch kim thì nó vẫn cứ phải có một cái nếp tóc tối, tức là nó ở cái vùng tóc trũng đấy, hoặc nó che sáng, tức là nó thiếu sáng đấy, thì nó sẽ bị tối xuống. Thì các bạn gấp giấy lại và các bạn chấm than, các bạn di vào cái vùng tóc tối như tôi đang di đây. Đó, để nó tạo cái nếp trước nha. Đầu tiên, bước đầu tiên là chúng ta phải làm như vậy. Tức là các bạn nhìn vào nó vẫn sáng hơn cái nền nha. Cái gì nó sáng hơn cái nền và nó sẽ tương đồng, tức là nó sẽ tương đồng với cái vùng da mặt á, hoặc nó tối da mặt một chút không sao hết nha. Tại vì cái này nó không có da mặt. Rồi sau khi các bạn bôi xong thì các bạn cắt vát của gôm giống như video tôi đang làm đây nha. Tức là các bạn sẽ tẩy sáng những cái mảng tóc trắng nhất ở trên đầu lên trước. Đây là video hướng dẫn cho tổng hợp tất cả các loại tóc, cho nên là nó không cần thiết phải là một cái mẫu nào cụ thể nha. Tức là tôi hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể các bạn áp dụng và các bạn vẽ được nhiều các cái mẫu tóc tương tự như vậy nha. Rồi các bạn cắt vát của gôm đi mà các bạn, cái công đoạn này các bạn chú ý giúp tôi nhé, là tức là phải thả lỏng cổ tay để vuốt những cái mảng tóc sáng ra cho nó tự nhiên, không được cà, tức là mình phải vuốt dứt khoát nha. Vuốt dứt khoát để cho cái sợi tóc, cái cụm tóc, mảng tóc nó không bị đứt, nó không bị bết. Đấy, cái này nó quan trọng vô cùng luôn nha. Rồi các bạn vuốt hết những cái mảng tóc mà trên đầu, khi các bạn phát hiện thấy cái mảng tóc sáng đó, các bạn vuốt hết nào, vuốt hết rồi thôi. Rồi các bạn vuốt ra cái nền một chút để nó tạo ra cái sợi tóc tơ. Nếu như mà các bạn không vuốt ra ngoài nền một chút thì cái tóc của các bạn nó sẽ bị cứng, nó sẽ bị giả. Đó, vuốt ra nền một chút. Đó, các bạn nhìn nhé, nó sẽ có những cái sợi tóc tơ
đó, nó ra bên ngoài đó. Ví dụ những cái mẫu nó có những sợi thông tơ, các bạn phải vuốt ra như vậy nhé, đó, nó phải thông thoáng, nó mới tạo cái độ ảo tự nhiên nha. Đó, đầu tiên là các bạn sẽ làm như vậy, còn các bước tiếp theo tôi lại hướng dẫn tiếp nha, các bạn đừng có bỏ qua video thì sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, vuốt sáng những cái vùng nó sáng nhất, nên các bạn càng vuốt thì nó càng trắng, các bạn càng vuốt càng trắng, tùy theo cái mức độ cái mái tóc trắng của các bạn nó tới đâu thì các bạn vuốt lên, tức là khi các bạn vuốt lên nó vẫn trắng như tờ giấy. Sau đó chúng ta dùng cái vuốt gôm như tôi đang cầm đây. Rồi chúng ta sẽ vuốt những cái sợi tóc con trên mái tóc của chúng ta, bao giờ nó cũng có những sợi tóc con, tức là tóc tơ nó bay lên trên đấy các bạn, nó sẽ trắng hơn và nó sẽ rối một chút thì nó sẽ tạo ra cái mái tóc tự nhiên đó. Chúng ta đừng quên lấy tóc bên ngoài nha, đó tôi sẽ lấy tóc bên ngoài, các bạn chú ý tóc bên ngoài này, đó nó sẽ có những sợi tóc tơ như vậy đó, những tóc tơ con như vậy. Chính những cái sợi tóc này nó sẽ làm cho cái tranh của chúng ta nó sống động hơn, mặc dù đôi khi ở trên video hoặc là trên cái bức hình mà các bạn chụp lại đấy nó sẽ không thấy những cái sợi tóc con đó, nhưng mà khi mà các bạn nhìn mà cái tranh ấy thì nó sẽ thấy, tức là đôi khi các bạn chụp nên không thấy đâu, nhưng mà cái người ta cầm cái tranh thực sự người ta sẽ thấy là cái nó có những sợi tóc con đó, thì tức là cái tranh của các bạn ở bên ngoài nó sẽ đẹp hơn là các bạn chụp lên đấy. Tôi thì tôi luôn muốn thực tế, tôi luôn muốn thực tế, tôi không muốn là chụp nên nó đẹp mà bên ngoài nó xấu, tôi không muốn thế, tức là bên ngoài nó phải đẹp hơn là chụp lên, tôi muốn thực tế. Rồi sau khi các bạn tỉa tóc con thì các bạn thấy nó còn thiếu sáng thì các bạn vẫn có thể các bạn lấy lên như tôi đang lấy trong video đây đó, lấy lên để nó tạo độ sáng cho cái mái tóc đó, tức là cái vùng nào mà nó chưa đủ sáng thì các bạn vẫn vuốt lên bình thường được. Còn không may các bạn vuốt vào mà nó bị lẹm vào những cái chỗ mà nó tối ấy, các bạn lại gấp nhỏ cái tờ giấy các bạn di vào và các bạn lại lấy lại từ ban đầu không sao hết, tức là nó không có bị bết nha. Nếu như mà các bạn vẽ bút chì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào mà lấy ra được cái mái tóc bạc như thế này. Đó, các bạn lưu ý nha, nó không thể lấy được, nó chỉ có than nó mới sử dụng thôi. Còn bút chì thì thực sự là rất khó, bạn ngồi các bạn tỉa thì nó rất là lâu và nhìn vào cái tranh nó cứng đơ, tức là nó bị cứng, nó không có cái độ mềm mại, không có độ tự nhiên. Củ gôm phải luôn cắt mát nhé, các bạn lưu ý củ gôm phải luôn cắt mát và vuốt dứt khoát cái tay, dứt khoát cái tay, dứt khoát cái tay, không có được cà cà đó, vuốt dứt khoát cái tay cho cái sợi tóc các bạn thấy là video đấy, các cái sợi tóc nó rất là tự nhiên, tức là nó đi ra ngoài các bạn nhìn nó không có bị gãy nè, không có bị cong queo đó, nó rất tự nhiên nha. Đồ chúng ta chỉ có như vậy thôi, thì các bạn xem mà hữu ích các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh hoặc bấm vào kênh có rất nhiều video hướng dẫn các bạn trong đó nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây.